Bên Tông ơi, xin kính chào cả nhà. Ngày hôm nay thì hiện tại Bên Tông đang có mặt ở vị trí bãi biển đoạn Phạm Văn Đồng. Ngày hôm nay thì Bên Tông đang có một cái nhà đang cần bán và nằm chỉ cách biển khoảng là 400m hơn thôi anh chị. Sản phẩm ngày hôm nay nằm ở trên đoạn đường Bắc Sơn, thì nằm cách trục ngang như Đặng Tất, Củ Chi và cũng như là ở khu vực Bắc Sơn. Thì với vị trí đi ra biển mất khoảng có 1 phút thôi. Đây là phía sau đây anh chị đang thấy là bãi biển của Phạm Văn Đồng buổi chiều ngày hôm nay thì rất là mát. Và ngày hôm nay thì gió hơi lớn anh chị ha, có thể nói thì tiếng của em nó hơi bị ác và tiếng gió chút xíu thì anh chị mình thông cảm nha. Thì với ngày hôm nay thì Minh Tông đang đứng ở đây và bây giờ Minh Tông sẽ di chuyển vào phía bên trong căn nhà và cho chị mình xem căn nhà ngày hôm nay thì có đơn giá thì rơi vào 97 triệu trên một mét, và hiện tại là căn nhà có thiết kế là một trệt một lầu đang cho thuê với tầm tiền là 11 triệu trên một tháng nha anh chị nha, là một lô góc hai mặt tiền đường. Thì bây giờ chị mình đi theo hết video này để xem căn nhà ngày hôm nay như thế. Thì bây giờ em sẽ quay lại cái bên đây trước và quay luôn cho chị mình xem đoạn đường đi vào phía trong ha. Với chị đang nhìn thấy là khúc này là đoạn đường Phạm Văn Đồng về bãi biển ha. Các lốc khách sạn ở mặt ngoài kia. Buổi chiều thì với khu vực này là đi ra bãi tắm rất gần anh chị. Nhà mình đi ra bãi tắm thì mất khoảng từ đây mà đi ra bãi tắm thì mất khoảng là 400-500m, mà ra tới khu vực phía mặt kia là Mường Thanh Biển Triều nè anh chị nha. Anh chị đang thấy cái mặt ở phía trước này sẽ là đoạn Mường Thanh Biển Triều, và đây là đoạn đường chính của Phạm Văn Đồng. Thì góc phía mặt bên kia sẽ là đoạn đường Bắc Sơn rồi anh chị. Thì từ đây mình đi vào đó mất khoảng 400 hơn thôi anh chị ơi. Và rất nhiều tiện ích ở xung quanh cái căn nhà ngày hôm nay. Thì với cái khu vực dân trí rất là ok. Hiện tại thì với khu vực cần biển nè, mặt tiền cái đoạn này là rơi vào khoảng là hơn 200 triệu một mét vuông rồi anh chị. Thì với cái sản phẩm này đi vào một chút xíu thôi, nhưng mà đơn giá chỉ có 97 triệu một mét vuông thôi. Thì vì sao căn nhà có cái giá tốt như vậy ha anh chị ha. Bây giờ anh chị cho mình đi xem nè. Thì khu vực này đi vào phía trong. Thì với cái đoạn đường Bắc Sơn này thì hiện trạng nó sẽ là đường rộng 12m và có quy hoạch nó rộng trên sổ là 16m nha anh chị nha. Thì khu vực này anh chị thấy thì gần như hai bên này hiện tại là đang kinh doanh cà phê rất nhiều, và cũng như là tất cả các mặt tiền ở đây đều dùng để kinh doanh. Mặc dù là đoạn đường này buổi tối nó hơi tối một xíu ha. Đường ở đây thì buổi tối nó sẽ không được như ở bên phía Đặng Tất hoặc Củ Chi, nhưng mà riêng cái khu vực bên này nè, buổi tối bởi vì ánh sáng điện đường nó không quá nhiều nha anh chị nha, nên nó sẽ hơi bị tối lại một chút xíu. Đó là những cái điểm mà Minh Tông muốn chia sẻ đến cho anh chị mình luôn. Như anh chị đang thấy nè, phía mặt bên đây phải đây là một cái nhà thờ Công giáo rất là lớn nha anh chị ha. Buổi chiều rất là nhiều anh chị ghé qua đây để đi lễ nè anh chị. Anh chị nhà mình đi thẳng hết cái đoạn đường này thì anh chị nhà mình sẽ ra tới được vị trí của chợ Bình Hải nha anh chị. Mình cách chợ Bình Hải khoảng có 150m thôi, không có quá sâu. Em sẽ đi ra luôn cho anh chị mình xem ha. Vừa rồi mình vừa đi qua tới vị trí đoạn đường căn nhà rồi, nhưng mà bây giờ em muốn di chuyển ra hết cái đoạn đường này cho anh chị mình xem hết từ đây đi ra tới vị trí đường 23 tháng 10 và cũng như là khu vực chợ nó gần như thế nào anh chị ha. Nhà ngày hôm nay thì Minh Tông sẽ quay tiện ích dân sinh và cũng như là quay khu vực ngoài thôi, bởi vì ở trong hiện tại chủ đang cho thuê nên bị hạn chế một chút xíu nha anh chị nha, mình không thể nào quay ở phía bên trong được. Thì anh chị cho mình thông cảm. Với cái sản phẩm này thì mình chủ yếu mình coi tiện ích thôi, còn nhà cửa thì hiện tại thì cũng không có quá mới mẻ bởi vì nhà cũng đang cho thuê. Với cái khu vực này nè anh chị thấy mà đoạn đường này là đã là đoạn đường 23 tháng 10 rồi nha anh chị nha. Mình cách chợ Bình Hải kia đi tới một chút xíu nữa thôi, chợ Bình Hải chỉ nằm góc bên này rồi. Đi qua khoảng 100m nữa là tới phía mặt bên này là vị trí của F17, là khu chế xuất hải sản anh chị nha, chế biến hải sản. Mình đi theo cái hướng này mình sẽ về lại trung tâm thành phố nè, và đi qua cái đoạn đường Tháp Bàn Bodega. Anh chị thấy mà với khu vực dân cư đường xá lúc nào nó cũng đông như thế này, thì ngày hôm nay Minh Tông có một cái nhà ngay góc này thì Minh Tông muốn giới thiệu cho chị mình. Chị nãy giờ cũng theo dõi hết cái đoạn đường này rồi, và gần như là hai bên là thứ nhất là khách sạn này, thứ hai là quán ăn, thứ ba là cà phê. Ở đây có một cái quán nhậu rất là lớn anh chị, đó, The X cà phê nè anh chị. Phía dưới này có một cái phòng gym nè. Mặt bên tay trái đây sẽ là một cái phòng gym và một cái trường mầm non đây. Đây là một cái trường chuẩn nè anh chị nha. Trường này rất là lớn nha, nằm ngay vị trí khu vực này, và sản phẩm em chỉ nằm ngay góc cái này nữa thôi. Chuẩn bị tới rồi anh chị. Rồi đây, vị trí của chúng ta sẽ nằm bên này bên trái này, thì em sẽ đứng góc bên này em quay qua cho chị mình xem nha. Em sẽ quay cho chị mình từ phía bên này nhìn qua, em đậu xe góc này. Rồi anh chị thấy mà với cái mặt tiền ở phía trước đây, cái kim vàng nè anh chị, hiện trạng của nó là đang là một trệt một lầu nè.
Công năng của sản phẩm game này hiện tại đang là hai phòng ngủ, hai toilet, hai vệ sinh. Hiện trạng là hai mặt tiền đường, phía bên này nó có một cái mặt tiền đường nè, nhưng mà ở đối diện á, ở phía đối diện nó sẽ có một cái đường hẻm như thế này. Thì không biết cái đây là gọi là điểm cộng hay điểm trừ, nhưng mà theo tâm đánh giá đây cũng là một cái điểm trừ nha anh chị ha. Đường này đi thẳng vào sẽ là đường cục rồi đó, cái góc này sẽ là đường cục nha anh chị ha. Thì cái này gần như là bị đâm đường. Thì đầu tiên á, thì mình tao cũng sẽ cho anh chị mình xem qua một cái sổ ha. Sổ đỏ của sản phẩm ngày hôm nay nó sẽ như thế nè. Thì đây hiện trạng của sản phẩm ngày hôm nay nè anh chị, đó toàn bộ nè, em sẽ cho anh chị mình xem. Thứ nhất á, về cái diện tích sản phẩm, tờ bản đồ của chúng ta ngày hôm nay là tờ bản đồ số 41, thửa đất là số 328, địa chỉ là số 25A đường Bắc Sơn, diện tích là 113,8 m, toàn bộ là đất ở đô thị nè anh chị. Nhà ở hiện tại là xây dựng là 113 m nè, sổ diện tích sàn là 190,9 m², là sổ này đã hoàn công nha anh chị nha. Hạng nhà là hạng nhà cấp 4 và sử dụng là sử dụng nhà ở riêng lẻ, là đất ở riêng lẻ và sử dụng sở hữu riêng. Còn hiện trạng đây, hiện trạng đất của chúng ta nè, anh chị mình xem anh hơi mời chút xíu nha, em sẽ quay cho anh chị cận cảnh nè. Với cái thửa đất của chúng ta ngày hôm nay nó có hai mặt tiền đường, cái hẻm bên hông sẽ là đường 3 m, còn đường này là đường Bắc Sơn quy hoạch 16 m và hiện trạng là đường 12 m này. Có cái điểm mặt tiền là từ điểm 6 tới điểm 7. Từ điểm 6 tới điểm 7 thì anh chị thấy mà điểm 6 tới điểm 7 các bạn ngang là 5 m 17 nha anh chị nha. 5 m 17 anh chị mình để ý nha. Còn từ điểm 1 điểm 2 là hậu là 5 m 12, nó hơi thấp hậu chút xíu nha anh chị. Còn nhà hiện trạng nó sẽ là hướng hướng nam nha anh chị nha, hướng chính nam. Đó là hiện trạng của sản phẩm ngày hôm nay. Thì bây giờ em sẽ quay mặt tiền cho anh chị mình xem ha. Ở khu vực này mặt tiền ngang 5 m 17 đây anh chị, hiện tại đang có giá cho thuê là 11 triệu cho một tháng nè. Khu vực dân sinh ở phía góc này đang có một cái khách sạn đang xây, rồi chuẩn bị sắp tới thì ở ngay vị trí này có một cái khách sạn khá lớn. Còn phía bên hông là đường này, có một cái đường em sẽ đi qua cho anh chị mình xem luôn. Đường hiện trạng là đường nhựa như thế này, rộng 12 m nha anh chị nha. Anh chị thấy không ạ, ở đây hiện tại đang cho thuê 11 triệu và sử dụng là một cái spa, chị đầy đủ hết tất cả các liệu trình của chăm sóc da nha anh chị ha. Còn cái hẻm bên hông này là hẻm cục nha anh chị nha, hẻm 3 mét đi thẳng vào phía trong sẽ là hẻm cục. Chiều dài của sản phẩm ngày hôm nay là dài tới khoảng 22 mét nha anh chị, ngang 5 m 17, dài 22 m, tổng diện tích là 113 m. Với đơn giá thì hiện tại đang có mức chào bán ha, em chia anh chị luôn. 97 triệu nhân cho 113,8 nha anh chị ha, thì sẽ ra được cái đơn giá sẽ là 11 tỷ 038 triệu anh chị nha. Anh chị mình xem nha, ở giá cả thì mình tông cũng sẽ báo cụ thể luôn. Sổ sách thì full hữu cơ, pháp lý ổn. Thì với đơn giá như thế này nè anh chị mình xem, thì với cái vị trí này em sẽ cho anh chị mình xem luôn là từ vị trí này đi qua các tiện ích dân sinh nó sẽ có những gì nha anh chị nha. Thì đầu tiên nè, điểm nhà của chúng ta sẽ nằm ngay góc này. Thì hồi nãy em quay từ mặt biển thì em quay từ cái điểm này đi ra thì bất khoảng là 448 m nè. Anh chị mình đi ra qua tới chợ Bình Hải nè, cái khu vực chợ Bình Hải đây, đây chợ Bình Hải đây anh chị nha. Từ nhà đi qua chợ Bình Hải mất khoảng là 349 m nè, ra tới đoạn đường chính xác 2/4 này là 245 m, và qua tới khu vực của Mường Thanh biển triều này anh chị đó là 539 m, qua tới ngay vị trí của khu du lịch Hoàng Trồng là mất khoảng là 1 km nè. Bây giờ mình đi qua tới trung tâm thành phố đi. Hiện trạng mình đi qua tới trung tâm thành phố Nha Trang, đây là quảng trường 2/4 nha anh chị nha, thì mình mất khoảng là 4 cây số nha anh chị. Đó là những cái điểm mà bên Đông muốn chia sẻ. Thứ nhất là điểm yếu và điểm mạnh. Điểm mạnh là hai mặt tiền đường, còn điểm yếu thì đó, đối diện chúng ta có một cái hẻm nhỏ như thế này ngay chỗ vị trí chiếc xe mà bên Đông vừa đậu ha anh chị nha, là nhìn thẳng vào phía bên trong căn nhà. Đó là cái điểm mà bên Đông muốn chia sẻ, sẽ là điểm yếu của sản phẩm. Còn về đơn giá thì cũng gần như cũng khá hợp lý anh chị, giá 97 triệu mà giá còn bớt thêm thương lượng thêm cho anh chị cho mình nha. Thì với sản phẩm này anh chị có nhu cầu thì liên hệ với em nha, em sẽ gửi đầy đủ thông tin sổ sách cho anh chị cho mình. Thì bây giờ em cũng sẽ kết thúc video tại đây, mình tông xin kính chào, hẹn gặp lại các nhà mình vào video tiếp theo của em ngày hôm sau nhé cả nhà.